Hello mấy bà gồm laser nhé. Lâu quá rồi chúng ta không làm tiếp cái series kể chuyện bé nghe. Cho nên hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại series này với Killer hai chị em song sinh, The Twins. Một Killer mà có tạo hình tôi cảm thấy là khá là kinh dị trong cái con game này. Hai Killer này là người Pháp anh em ạ. Và có câu chuyện cũng phải nói là khá là bi thảm. À không, rất là bi thảm thì đúng hơn. Không dài dòng nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu vô câu chuyện luôn nha. Let's go. Mọi chuyện diễn ra vào thế kỷ thứ 17 tại Pháp, thời điểm diễn ra cuộc săn lùng phù thủy có thật trong lịch sử châu Âu. Cuộc săn lùng phù thủy được xem là một tấn bi kịch đẫm máu trong lịch sử nhân loại, trở thành vết nhơ khó gột rửa được của chế độ phong kiến châu Âu. Thời kỳ này, thiêu sống là cách trừng phạt đối với những phần tử bị xem là phù thủy hay dính líu đến phù thủy. Là một cặp song sinh, khi sinh ra đã bị dính liền, Charlotte và Victor Dinsey đã hình thành nên một sợi dây liên kết tình cảm kỳ lạ. Việc hai đứa trẻ như vậy được sinh thành công vào thế kỷ 17 gần như là điều không thể xảy ra. Nó giống như một điều kỳ diệu vậy. Nhưng điều kỳ diệu này cũng kéo theo những bi kịch cho cuộc đời sau này của chúng. Cặp song sinh ra đời với phần dưới của Victor gắn chặt vào ngực của chị gái, chân xoắn quanh các cơ quan nội tạng của cô. Victor nhỏ hơn Charlotte, thằng bé lớn lên như thể nó là một phần phụ của cơ thể chị gái hơn là một cơ thể hoàn chỉnh riêng biệt. Khi chúng mới được sinh ra và cất những tiếng khóc la đầu tiên, thì bà mụ đỡ đẻ cũng vậy. Bà chạy ra khỏi nhà, hét lên, mô tả đó là một con quỷ do một mụ phù thủy sinh ra. Và rồi một cuộc săn lùng phù thủy diễn ra. Dân làng quyết phải săn lùng và tiêu diệt được Charlotte, Victor và cả Madeline là mẹ của họ. Những năm tháng tiếp theo là những ký ức rất ngắn ngủi đối với cặp song sinh. Nhưng với chúng, đó là thứ gần gũi nhất với một cuộc sống bình thường mà chúng từng biết. Cuộc hành trình với mẹ là điều mà cặp song sinh tin rằng tất cả những đứa trẻ đều phải trải qua. Việc liên tục phải trốn chạy qua khắp các vùng nông thôn nước Pháp như là một trò chơi bình thường. Năm tuổi, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi mẹ của cặp song sinh bị ốm. Xanh xao và kiệt sức, Madeline không còn lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn phải để việc thu thập thức ăn cho Charlotte. Cô gái nhỏ mặc một bộ quần áo rộng thùng thình để che đi thân hình nhô ra của Victor. Cô khởi hành từ lều rừng đến thị trấn gần đó. Charlotte chờ thời cơ tại một cửa hàng ở chợ và nhanh chóng gom lấy bất cứ thứ gì có thể. Đó như là một chiến thắng, nhưng chỉ là một chiến thắng ngắn ngủi, tạm bợ. Sau nửa đêm, những ngọn lửa rực sáng bao quanh ngôi lều của ba mẹ con. Một tiếng hét sắc lạnh phá vỡ sự im lặng của đêm và một đám thợ săn phù thủy tràn vào. Đôi tay thô bạo của chúng kéo cặp song sinh ra khỏi giường. Charlotte điên cuồng đá vào tất cả những ai đến gần. Madeline khóc lóc thảm thiết vì những đứa con của mình. Rồi bà đột ngột im bặt bởi một cây côn đánh mạnh vào đầu. Victor hét lên, tiếng kêu hoảng loạn như một con chuột bị mắc kẹt. Các thợ săn phù thủy phối hợp với nhau nhanh chóng để bắt ba mẹ con. Một thẩm phán trực tiếp tuyên bố Madeline phạm tội là phù thủy, với bằng chứng là con quỷ mà bà ấy đã sinh ra. Trong vòng vài phút, họ trói cơ thể đã bất tỉnh của bà vào một cái cây. Xung quanh chân bà là những cành lá khô. Khi tỉnh lại, Madeline không vùng vẫy, chỉ van xin các con bà đừng tiến lại đây. Họ sẽ không có sự lựa chọn nào khác.
Cặp song sinh buộc phải đứng nhìn khi ngọn đuốc được thắp sáng, và chúng chứng kiến ngọn lửa giận dữ bốc lên váy của mẹ rồi từ từ đốt cháy da thịt của bà. Chúng thấy mỡ chảy ra từ cơ thể bà, khuôn mặt của bà nổi bọt và vặn vẹo. Hai chị em nhìn cho đến khi tiếng hét xé toạc dây thanh quản của bà không còn nữa, và tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng than hồng tanh tách và mùi hôi khó chịu. Tất cả niềm vui và hạnh phúc của hai đứa trẻ như đã chết theo mẹ của chúng. Cặp song sinh bị nhốt trong lòng và chuyển đến một ngôi đền để bán cho một nhóm những người bí ẩn mặc áo choàng sẫm màu. Peter phản ứng bằng sự hung dữ của một con thú đối với bất kỳ ai đến gần. Cậu cào cấu và cắn. Niềm an ủi duy nhất có thể khiến cậu bình tĩnh lại là vòng tay của chị gái. Charlotte cay đắng và căm thù tất cả trừ em trai của mình. Cô quyết phải trở thành người bảo vệ cho cậu. Trong ngôi đền, cặp song sinh bị đem đi làm những thí nghiệm bất thường, một số lại rất tàn nhẫn. Một ngày nọ, chúng bị bắt bẻ cổ một con chim nhỏ màu xám. Tiếp theo, chúng bị bắt phải để máu trên ngón tay mình chảy vào một cái bình hoa hồng. Và mỗi tối thứ bảy, chúng ngủ với một cành sồi ẩm ướt bên dưới gối. Sau đó là tiếng tụng kinh, một điệp khúc không bao giờ kết thúc từ những người mặc áo choàng theo các khoảng thời gian đã định sẵn. Và rồi thí nghiệm cuối cùng cũng đã được lên kế hoạch. Hai tên mặc áo choàng đưa cặp song sinh đến trung tâm của ngôi đền. Charlotte bị giữ trên bàn thờ trong một căn phòng được thắp sáng bằng đèn nến. Một người đàn ông với khuôn mặt nhăn nheo khi nhìn từ dưới mũ trùm đầu. Hắn đặt tay lên trán của từng cặp song sinh, kiểm tra cẩn thận hộp sọ của chúng. Memento mori, hắn thốt lên và rút ra một thanh kiếm sáng loáng. Charlotte lăn sang một bên, hướng Victor ra khỏi bàn thờ. Với một tiếng rít, Victor duỗi tay ra xa hết mức có thể, làm đổ một chân đèn xuống đất. Ngọn lửa từ đèn ngay lập tức bén với củi khô. Lửa quẹt qua sàn nhà, đốt cháy những chiếc áo choàng đen. Những tiếng la hét đau đớn trong sự hỗn loạn như tiếp thêm sinh lực cho Charlotte. Cô lao qua địa ngục, tầm nhìn không thấy gì khác ngoài khói đen và những ngọn lửa rực cháy. Một cơn đau đớn nặng nề tràn ngập phổi của Charlotte. Cô không tìm thấy lối ra. Mỗi bước đi đều chỉ thấy sức nóng khủng khiếp bao trùm. Cô khuỵu xuống, nghẹt thở. Nhưng bỗng dưng cô chợt thấy phía xa xa, đó là ánh sáng mặt trời, là cây cối. Charlotte chạy vô thức ra khỏi đống lửa và vấp ngã xuống một bãi cỏ đẫm sương. Không nhìn lại, cô chạy vào rừng cho đến khi gục xuống. Khi Charlotte mở mắt, tay cô đã nắm lấy tay Victor. Victor không còn nhúc nhích nữa. Cơ thể của Victor treo buông thõng trên thân cô. Charlotte ôm chặt lấy Victor, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tĩnh lặng buồn bã của cậu. Những chuyển động cô đã quen. Cơ thể Victor kéo da cô, chân Victor thúc vào khoang ngực của cô, giờ không còn nữa. Victor đã chết. Dù rất đau lòng, nhưng Charlotte không còn cách nào khác ngoài việc phải tiếp tục đi. Vừa đi vừa than khóc, sợ hãi những kẻ mặc áo choàng đen và những kẻ săn phù thủy đang rình rập xung quanh. Cô giấu xác em trai dưới lớp áo của mình và đến cống rãnh của một thành phố gần đó. Ở đó, cô dựng trại, thường xuyên rình để trộm bất cứ thức ăn nào có thể. Trong suốt nhiều năm, xác chết của Victor đã thối rữa, các chi của cậu rỉ ra và đen lại. Tuy nhiên, cơ thể của Victor lại có khả năng chống lại được sự phân hủy hoàn toàn. Như thể máu của chị gái vẫn còn chảy trong người cậu vậy. Bảo vệ cơ thể không còn sự sống của em trai mình đã trở thành lý do sống sót duy nhất của Charlotte. Cô không muốn phải bị chia cắt khỏi người thân duy nhất mà cô còn sót lại trên đời này. Cuộc sống ở tuổi niên thiếu của Charlotte là một trò chơi sinh tồn khắc nghiệt. Lòng căm thù loài người của cô lớn lên mỗi ngày
khi cô nhận ra rằng họ sẽ không bao giờ để cho cô yên. Cho dù cô có lẩn trốn trong tuyệt vọng ra sao đi nữa, thì sẽ luôn có nhiều người truy đuổi và ném những lời lẽ nặng nề về phía cô. Quái vật, ác quỷ, phù thủy. Và chính những người mặc áo choàng đen là kẻ xấu nhất trong số họ. Bọn người mặc áo choàng đen truy đuổi cô không ngừng, buộc Salet phải liên tục bỏ nơi trú ẩn và trốn chạy. Trong nhiều năm, Salet chạy trốn với người em trai đã chết từ lâu trên thân của mình. Vào một mùa đông lạnh giá, cơ thể của cô bắt đầu suy sụp. Thực phẩm khan hiếm, còn căn lều ọp ẹp không có tác dụng chống lại nhiệt độ lạnh cắt da cắt thịt. Tay cầm liềm, cô trú ẩn gần đống lửa trại của mình trong rừng. Không biết liệu những kẻ mặc áo choàng đen kia có mang cô đi trước cả cái lạnh đến hay không. Khi sương kết tinh quanh mũi và môi cô đã chuyển sang xanh, Salet cảm thấy một điều mà cô chưa bao giờ trải qua: sự chấp nhận. Cô nhắm mắt lại, đón nhận sự thanh thản của cái chết. Và khi đó, bỗng một tiếng thét chói tai. Victor co thắt và vùng vẫy trong khoang ngực cô. Một đám sương mù đen bao trùm lấy cậu. Trước khi Salet kịp phản ứng, Victor đã lao khỏi cô trong một vũng máu, đáp xuống tuyết và bỏ chạy. Kéo mình ra khỏi bờ vực của cái chết, Salet đuổi theo, gọi tên Victor. Cô chạy xuyên qua khu rừng cho đến khi đôi chân gần như không còn sức lực. Cho đến khi cuối cùng, trong tầm mắt của cô là Victor đang ngồi ở rìa của một màn sương mù dày đặc. Khuôn mặt của cậu vặn vẹo và hoang dã, hét lên khi một tên mặc áo choàng đen xuất hiện từ trong sương mù, nắm lấy cánh tay và bắt giữ cậu. Sự thanh thản vốn có trong Salet đã bị dập tắt, thay vào đó là sự thù hận và cơn thịnh nộ sôi sục vì tất cả những điều mà cô đã phải chịu đựng bấy lâu nay. Với chiếc liềm nắm chặt, cô lao vào trong màn sương mù, sẵn sàng giết bất kỳ ai dám đặt chân đến gần em trai cô. Ok, và giờ đó anh em đã nghe xong câu chuyện về Killer the Twins, Killer hai chị em. Cảm nhận cá nhân thì tôi thấy câu chuyện này nó còn hơi nông anh em. Nó chưa đào sâu vô tình tiết truyện lắm. Nên tôi rất là hy vọng là nhà phát triển sẽ ra một cái phần tome, tức là phần câu chuyện thêm cho Killer này. Và nếu mà nhà phát triển có ra thêm về câu chuyện của Killer the Twins thì tôi nghĩ tôi sẽ làm một video nữa. Tại tôi cảm thấy khá thích cái câu chuyện của Killer này. Yeah. Giờ thì rất cảm ơn em đã dành thời gian theo dõi video. Tôi sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video kế ha. Bye.